Quan Hai. Văn Toàn. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Ante Rebic. Văn Toàn. Vào. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể thực hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng à. Anh ta đã bắt được bóng. Không ai ngăn cản. Và đó là một quả đá bóng. Khoảng trống ở cánh đang mở ra lần nữa. Họ chuyền bóng như thể không cần nhìn vậy. Nhiều trọng tài sẽ cho thẻ đỏ trong tình huống này. Đây là tình huống ngăn cản bàn.